Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube của Nhà Phương Đông. Hãy nhấn nút đăng ký theo dõi và chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ video chia sẻ mẫu nhà đẹp nào của chúng tôi nhé. Hôm nay Nhà Phương Đông sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn một mẫu nhà 2 tầng hiện đại mang mã số VT292203. Đây là thiết kế đã được chúng tôi thực hiện và chia sẻ lại hồ sơ phần kiến trúc với giá vô cùng ưu đãi, chỉ 3.999.000 đồng. Đừng bỏ qua cơ hội để các bạn sở hữu một hồ sơ chất lượng với chi phí vô cùng tiết kiệm so với những hồ sơ thông thường này nhé. Quý vị và các bạn cũng có thể tham khảo hàng trăm mẫu nhà đẹp khác đã được Nhà Phương Đông chia sẻ trên website nhadep274.com. Kho bản vẽ của chúng tôi chắc chắn sẽ giúp các bạn chọn lựa được mẫu nhà ưng ý nhất, giúp bạn hoàn thiện được ý tưởng về ngôi nhà tương lai của mình. Quay lại với hồ sơ BT292203, đầu tiên mời các bạn tìm hiểu phối cảnh tổng thể nội thất mẫu nhà, có kích thước chiều rộng là 13,5m, chiều sâu là 13,1m, diện tích sử dụng khoảng 256m2. Ngôi nhà có công năng bao gồm một phòng khách, một phòng thờ, một bếp ăn, một phòng sinh hoạt chung, 5 phòng ngủ, 3 phòng vệ sinh, một sân chơi và một gara. Đây là một mẫu thiết kế theo phong cách hiện đại, có mức giá khá rẻ dành cho những gia đình có đông thành viên. Với các phòng công năng được bố trí hợp lý, tận dụng được tối đa diện tích đất. Ở tầng 1, từ hình ảnh các bạn có thể thấy, phòng khách 23,2m2 và bếp ăn 33,4m2 được bố trí liên thông với nhau. Đây là một xu hướng thiết kế đang được nhiều gia đình lựa chọn hiện nay, không chỉ giúp tạo một không gian mở rộng rãi, lại còn giúp gia chủ tiết kiệm chi phí hơn nhiều so với cách xây phòng truyền thống. Ở phòng khách, chúng tôi đặt một bộ bàn ghế gỗ tự nhiên, 5 món ở trung tâm, sẽ là nơi gia chủ ngồi trò chuyện cùng những vị khách tới thăm. Một vách gỗ đặt ở đây, vừa để phân tách không gian, vừa để trang trí thêm cho căn phòng. Tivi cũng được đặt ở kệ sát vách gỗ và quay về hướng bàn trà. Ở phía bếp ăn, chúng tôi đặt một sập gỗ ở đây, gia đình có thể ngồi chơi, uống trà, chơi cờ những lúc thư giãn hay trước khi vào bữa chính. Bàn ăn được đặt ở giữa phòng, bếp nấu và kệ tủ bố trí sát tường. Như vậy không gian rất gọn gàng, ngăn nắp, lại vẫn có lối đi rộng rãi. Để ra vào nhà, gia đình có thể đi bằng cửa chính, cửa phụ ra gara hoặc cửa phụ ra phía sau nhà. Gara 25m2 được tích hợp ngay ở tầng 1 với cửa và tường kín, nên sẽ không sợ mùi khói xăng ảnh hưởng tới các không gian khác. Gia chủ đi ra ngoài cũng rất thuận tiện. Mẫu nhà này được thiết kế có tới 5 phòng ngủ với diện tích khá tương đồng nhau, nên sẽ rất thích hợp với các gia đình có từ 2 đến 3 thế hệ cùng chung sống hoặc hay có khách tới chơi. Trong đó, 2 phòng ngủ đặt ở tầng 1 có diện tích là 13,8 và 14,9m2, sẽ cùng sử dụng vệ sinh chung 4,3m2 ở đây, bên cạnh là cầu thang lên xuống. 3 phòng ngủ còn lại đặt ở tầng 2, diện tích lần lượt là 13,8, 14,7 và 19,4m2. Trong đó, phòng ngủ lớn nhất được thiết kế khép kín với vệ sinh riêng 4,6m2. 2 phòng ngủ nhỏ sẽ cùng dùng vệ sinh chung 4,1m2 giống như ở tầng 1. Các phòng ngủ đều có hệ cửa sổ lớn, cửa ra ban công để đón được ánh nắng và gió tự nhiên, tránh bí bách, gò bó. Chúng tôi cũng tận dụng khoảng không gian đệm ở tầng 2 để bố trí thành một phòng sinh hoạt chung 16,7m2, được đặt kệ sách, bộ sofa, bàn trà. Các thành viên có thể ngồi đọc sách, nghe nhạc hay trò chuyện cùng nhau. Hoặc nếu muốn hít thở không khí ngoài trời hay ngắm nhìn cảnh sắc sân vườn, thì cũng có thể bước ra sân chơi 27,5m2 từ cửa ra ở đây, rất thông thoáng và rộng rãi. Cuối cùng, phòng thờ 13,2m2 được bố trí với đúng các nguyên tắc trong phong thủy để mang tới cho gia đình một không gian thờ cúng tâm linh trang nghiêm, yên tĩnh nhất. Như vậy, các bạn vừa tìm hiểu phần bố trí nội thất. Tiếp theo đây, mời các bạn cùng ngắm nhìn những hình ảnh ngoại thất khác để hiểu thêm về thiết kế này nhé. Căn nhà có màu sắc chủ đạo là màu trắng tinh khôi, kết hợp sắc nâu sáng của hệ cửa chính, hệ lam hay những mảng tường ốp gạch giả gỗ cùng sắc nâu trầm của hệ mái Nhật. Đây là một cách hòa trộn màu sắc rất nhẹ nhàng, không quá màu mè, nhưng vẫn thể hiện được nét tinh tế trong phong cách kiến trúc hiện đại. Các kiến trúc sư của chúng tôi cũng khéo léo tận dụng và thiết kế các đường phò trì chạy ngang bao quanh các khối tường, kết hợp cùng những thức cột vuông vắn, vững chãi, mang tới cho công trình vẻ đẹp khỏe khoắn, trẻ trung. Hệ mái Nhật với độ dốc nhẹ, đổ ra nhiều hướng, không những đẹp về tính thẩm mỹ, mà nó còn giúp cho ngôi nhà thoát nước mưa nhanh chóng, chống ứ động, ngấm rột, đồng thời cũng giữ cho những tầng dưới không bị quá nóng hay quá lạnh do ảnh hưởng của thời tiết. Chính vì vậy mà hệ mái này đang được rất nhiều gia chủ ưa thích. Hệ cửa chính của công trình sử dụng chất liệu gỗ tự nhiên cao cấp, chống mối mọt, cong vênh, là một điểm nhấn bắt mắt cho mặt tiền ngôi nhà. Hệ cửa sổ lại được sử dụng kính cường lực kết hợp khung nhôm sinh pha, giúp ngôi nhà có không gian gợi mở, đón được nhiều ánh sáng thiên nhiên và gió thoáng vào trong.
việc lựa chọn chất liệu vừa hiện đại vừa truyền thống giúp tạo nên vẻ đẹp bề thế và hài hòa cho công trình. Ban công tầng 2 của biệt thự được thiết kế rộng rãi với sàn lam bê tông sơn nâu giả gỗ. Bên trên có kính để phân tách nhiệt, che mưa, che nắng. Đặt dưới sàn lam là một bộ bàn ghế nhỏ với những chậu cây, hoa cảnh sẽ là một sân chơi lý tưởng. Hoặc gia đình cũng có thể ngồi ở chòi nghỉ uống trà, thư giãn, ngắm cảnh sân vườn, hồ cá để thả lòng sau bao bộn bề của cuộc sống. Đây quả thật là một mẫu nhà tuyệt vời đúng không các bạn? Để sở hữu cho mình một cơ ngơi lý tưởng như thế này thì hãy nhấc máy và liên hệ ngay với chúng tôi. Nhà Phương Đông, hotline 0888 625 888 để được tư vấn miễn phí nhé. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.